Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến, trúng số đổi đời, tài lộc ùn ùn đổ về như thác lũ, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, kêu trời trời cho lộc, may mắn liên tiếp, cơ hội vàng hốt bạc đổi đời, đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 giàu sang gấp bội. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý vị luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống, chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý vị thân mến, cổ nhân vẫn có câu, vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng. Thế nên ở đời ta không thể biết được ai là người ngay thẳng, ai là kẻ tiểu nhân, vô thập toàn sự vô hoàn, có những việc bản mệnh càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng dễ mất đi, thế giới rộng lớn lắm, lòng người lại khó đoán, thế nên bậc quân tử gặp phải những kẻ tiểu nhân ắt cũng là điều dễ hiểu. Theo tử vi, mỗi con giáp sẽ trải qua những vận hạn khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm trong năm, có những lúc sao xấu chiếu mệnh, cuộc sống trở nên khó khăn, nợ nần chồng chất, nhưng cũng có những thời điểm sao tốt chiếu rọi, phú quý lâm môn thì mọi việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến. Đặc biệt 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 này, những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ được trời đất đoái thương, thần tài và quý nhân chỉ đường dẫn lối, mang lại nhiều may mắn và tài lộc. Quý vị thân mến, vận trình của tuổi Mậu Thân 7 ngày tới tháng 6 âm lịch này có thể được diễn tả qua những vần thơ như sau. Tuổi Mậu Thân thời điểm này thật thịnh vượng, tiền vào như suối phước đầy vơi, công danh rạng rỡ tài lộc phát, số vàng hốt bạc lộc trời ban, tiền vào như nước không hề cạn, lộc cũ nở hoa lộc mới đến. 7 ngày tới tháng 6 âm lịch này, tuổi Mậu Thân sẽ đón nhận nhiều cơ hội tài chính, nhờ có sự phù trợ của thần tài và quý nhân, công việc kinh doanh trở nên suôn sẻ, lợi nhuận tăng vọt. Đối với những ai làm công ăn lương, đây là thời điểm thuận lợi để thăng tiến trong sự nghiệp, bản mệnh được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Không chỉ tiền bạc dồi dào mà sức khỏe cũng ổn định, tinh thần phấn chấn, tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện các kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, quý bản mệnh tuổi Mậu Thân cũng cần chú ý giữ gìn các mối quan hệ xã hội, bởi đây là thời điểm mà sự hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong thành công của quý bản mệnh. Hãy luôn mở lòng và chia sẻ, bởi đôi khi sự giúp đỡ bất ngờ sẽ đến từ những người mà quý bản mệnh ít ngờ tới nhất. Gia đình cũng là điểm tựa vững chắc. Hãy dành thời gian quan tâm và chăm sóc những người thân yêu để tạo ra một môi trường hòa thuận, ấm áp. Vậy, vận trình tử vi chi tiết của tuổi Mậu Thân 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 sẽ diễn ra như thế nào? Thì ngay sau đây sẽ là lời luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và lắng nghe để hiểu rõ hơn về những điều may mắn và cơ hội đang chờ đón quý bản mệnh trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và ủng hộ chương trình. Kính thưa quý vị và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thân mến, sống trên đời không nên đi lùi về quá khứ, cũng không nên bước quá xa về tương lai, mà chỉ nên tập trung ở hiện tại. Đừng nghĩ rằng mình đã ở tuổi xế chiều nên muốn dừng bước chân, vì khi tâm trí, thể xác, tinh thần của Mậu Thân cảm nhận được hiện tại, thì toàn bộ những lựa chọn hay quyết định của Mậu Thân mới được đủ sự sáng suốt, vẹn toàn, tập trung vào bài toán cuộc đời của Mậu Thân. Để đỡ tốn thời gian mà chú ý đến cuộc đời người khác, cũng càng đỡ tốn công sức chú tâm đến những sự xì xào không ủng hộ, phiền hà của thế nhân, nâng tầm bản thân, tài năng lớn mạnh. Học hỏi, trau dồi luôn là điều quan trọng để Mậu Thân có thể nắm bắt cơ hội thay đổi cuộc đời. Đừng để những dòng suy nghĩ như làm việc chăm chỉ là tư tưởng của thế hệ cũ,
hay phải nhanh chóng kiếm đường tắt để thành công, làm ảnh hưởng đến định hướng của tương lai. Một người sống một cuộc nhân sinh đúng nên làm một điều gì đó có ý nghĩa mỗi ngày. Đó có thể là một công việc nhàm chán, cũng có thể là một công việc không có thu nhập nhiều. Nhưng Mậu Thân làm là để có sự đáp ứng cơ bản của cuộc sống, cũng làm để tay chân, đầu óc tư duy không chỉ trẻ trong giai đoạn ươm mầm của ước mơ, không nên vội vàng. Vì vội vàng sẽ khó có thể chờ Mậu Thân đến đích, cũng không cần so sánh bản thân, vì vạn tinh tú trên bầu trời có tính chất riêng biệt, có vị trí khác nhau. Vào thời điểm tỏa sáng rực rỡ cũng không tương đồng, Mậu Thân sẽ được hưởng cầu vồng và nắng trời chói chang ở thời điểm Mậu Thân xứng đáng được hưởng. Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh thổ, số tuổi này can chi tương thuận, gặp may, là người hiền lành, có chí học hành, thông minh năng động, tài nhanh hơn người, có trí tuệ cao, không chỉ có cách suy nghĩ nghiêm túc, cẩn thận mà còn giỏi tùy cơ ứng biến. Mậu Thân có tài năng hơn người, đặc biệt là xuất sắc về nghệ thuật và trong cách thức sử dụng ngôn từ, họ có tài diễn đạt lưu loát và hùng biện, khiến ai nghe cũng phải nể phục. Mậu Thân không thích sự tĩnh lặng và chỉ bị thu hút bởi các hoạt động vui tươi, năng nổ. Họ biết cách điều phối các chương trình và nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ kế hoạch để được tham gia các hoạt động này. Họ có lòng ham mê, học hỏi những điều thú vị, mới lạ, khám phá những địa điểm ở những nơi họ đặt chân qua. Họ không hề thích sự ỷ lại, vì bên trong họ luôn tràn trề năng lượng, sự sáng tạo và luôn mong có cơ hội được thể hiện trí thông minh hay trí tuệ của mình. Ưu điểm là tài trí hơn người, tư duy xuất chúng, khả năng hành động tốt, phản ứng nhanh nhạy, khá hiếu thắng, song bản chất là người tốt, có tinh thần trượng nghĩa, biết nắm bắt thời cơ hành động. Đây là người có tài ăn nói, giỏi đoán ý người, làm bậc thầy về nghệ thuật xã giao, có thể nhanh chóng làm quen và trở thành bạn bè với người lạ. Có điều, họ thích tự do và không thích bị người khác khống chế, đam mê theo đuổi những thứ mới lạ, thông minh, tài trí, có khả năng sáng tạo cao, có tài thuyết phục người khác, cũng rất thích thể hiện năng lực của bản thân. Họ cực kỳ thích hợp theo những ngành nghề mang tính chất biểu diễn hay quảng cáo bán hàng. Người tuổi Mậu Thân cả đời sống thoải mái, vui vẻ, tuổi thọ thường rất cao. Họ rất yêu cuộc sống tinh lực dồi dào, có lòng hiếu kỳ với thế giới mới, dám mạo hiểm, thích bị kích động. Họ thích luôn phát hiện ra những điều mới mẻ, tính tình cởi mở, lạc quan, dí dỏm, năng nổ, nhưng hơi thiếu nghiêm túc. Họ không thích bị ràng buộc, sống vô tư, vô lo, thích nhất là được sống một cách tự do, tự tại. Tuổi Mậu Thân làm việc theo cảm hứng, nếu không muốn làm việc gì thì họ thường làm qua loa. Nhưng khi làm những việc mình thích thì dốc hết sức mình vào làm, họ không sợ khó khăn, gian khổ, không ngại phiền phức, họ quyết phải thành công mới thôi. Gia đình có người tuổi Mậu Thân rất hòa thuận, vì thái độ đối nhân xử thế của họ rất nhã nhặn, họ rất quan tâm đến huyết thống, kính trọng và có hiếu với cha mẹ là đặc tính của họ. Họ cố gắng hết mình để nuôi dạy con cái mà không mong đợi sự báo đáp, quá chiều chuộng con cái. Đây có thể coi là nhược điểm của họ, luôn trân trọng tình cảm vợ chồng, thương thân, thương ái, quyết tâm chung sống bên nhau đến khi đầu bạc răng long. Nhưng thường hy vọng và luôn tiếp thu ý kiến, rất hiếu khách, đối xử với bạn bè với thái độ thẳng thắn và thành khẩn, đồng thời cũng dựa trên tinh thần bình đẳng, cũng hay bênh vực kẻ yếu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng không khéo léo xử lý mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới. Về mặt chính trị và kinh tế, Mậu Thân có khả năng tạo dựng cơ đồ, đồng thời cũng có khiếu tài hoa về mặt nghệ thuật, học thuật, y khoa, khoa học, giỏi xã giao, giao tiếp tốt với bạn bè chiến hữu, có nhiều cơ hội tốt về mặt kinh tế, có nhiều cơ may được người khác giúp đỡ, nhưng công việc thường làm ăn qua loa, lấp lửng với kiểu chuồn chuồn đạp nước, mục đích theo đuổi cũng thường không nhất quán kiên trì tới cùng, bởi vậy nên lỡ rất nhiều cơn may phát tài, tự tôn, tự ái cao. Tuy đó là loại biểu hiện khá tích cực, nhưng trong sự nghiệp phán đoán lung tung, không có sự chuẩn bị chắc chắn, đầy đủ mà được chăng hay chớ thì cũng sẽ không tránh khỏi lỡ dịp phát tài. Tuổi Mậu Thân rất có ý chí tiến thủ, họ thích đọc sách từ thuở nhỏ, sự thông minh, tài trí của họ thường thể hiện rõ nét trong quá trình học tập. Họ không cam chịu sự lạc hậu, luôn hy vọng có thành tích học tập nổi trội, vì thế họ luôn cần cù hiếu học, hiểu biết rộng, trí nhớ tốt, nhưng đôi khi không muốn hiểu sâu mà chỉ muốn hiểu đại khái, không tỉ mỉ chuyên tâm. Nếu chịu đựng gian khổ và cố gắng hết mình thì có thể thành tài. Theo tử vi chọn đời của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, họ là những người thông minh, hài hước, có khả năng tính toán khá tốt trong công việc. Họ là một người chăm chỉ, cẩn thận, vì thế sự nghiệp của họ thường sẽ phát triển khá mạnh. Sau đây,
là tổng quan vận trình tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, đế vượng xuất hiện là điểm báo tử vi vô cùng tốt lành cho bản mệnh. Thời điểm này, có nhiều dấu hiệu tích cực xuất hiện, tuổi Mậu Thân làm gì cũng dễ đạt được thành tích vẻ vang, sự nghiệp vô cùng lý tưởng, những kế hoạch được xây dựng từ tháng trước sẽ bắt đầu có những kết quả đáng kể. Con giáp này cũng luôn giữ được tỉnh táo và sẵn sàng đối mặt với những rắc rối xảy đến, vì thế, bạn luôn tạo được lòng tin trong mắt mọi người một cách tuyệt đối. Thời điểm 7 ngày tới tháng 6 âm lịch này, bản mệnh có thể sẽ được đề bạt, tôn vinh như mong đợi, từ lâu con giáp này cũng đang có lộc làm ăn. Tài vận dồi dào và tiết kiệm được nhiều tiền của, con đường kiếm tiền ngày càng rộng mở, các nguồn thu nhập đều có xu hướng gia tăng đáng kể, không quá phụ thuộc vào thu nhập chính. Nếu bạn đang có dự định đầu tư mở rộng kinh doanh, thì đây là thời điểm thích hợp với bản mệnh. Tình hình sức khỏe tuổi Mậu Thân 7 ngày tới tháng Tân Mùi này duy trì ở mức ổn định, các tình trạng khó chịu trước đó đa phần đều đã giảm đáng kể. Người mắc bệnh cũng có khả năng phục hồi nhanh chóng. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao để nâng cao sức đề kháng. Về phương diện tình cảm, mọi thứ đều đang diễn ra hết sức hài hòa, hạnh phúc đong đầy. Người độc thân có những trải nghiệm tình yêu thú vị, có thể gặp được ý trung nhân mà mình tìm kiếm từ lâu. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp thì vẫn rạc rào gắn kết. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Theo tử vi, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, đây là thời điểm sự nghiệp của tuổi Mậu Thân đánh dấu nhiều bước phát triển mới, bản mệnh làm gì cũng dễ đạt được thành tích vẻ vang. Nhờ nguyệt lệnh lâm đế vượng, mang tới điểm báo về sự thịnh vượng cho quan lộ, công danh sự nghiệp, sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của bản mệnh trong suốt thời gian dài vừa qua đã được đền đáp xứng đáng, bạn có thể tự hào về điều đó. Bản thân con giáp này thông minh, tháo vát, học một biết mười, nhanh chóng nắm bắt và làm chủ tình huống, bởi thế cho nên không gì có thể gây khó dễ cho bạn. Những kế hoạch được xây dựng từ tháng trước sẽ bắt đầu có những kết quả đáng kể, dù là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần bạn hạ quyết tâm và theo đuổi tới cùng, sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp, đã đến lúc bạn cần chứng minh năng lực của bản thân mình với cấp trên và mọi người xung quanh. Hơn nữa, khi bạn đối mặt với một số trở ngại, cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ và gợi ý cho hướng đi đúng đắn, những ai thực sự có chí tiến thủ và tầm nhìn xa, trông rộng, sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội, biến ước mơ trở thành hiện thực, tiến băng băng trong sự ngưỡng mộ của bao người. Bên cạnh đế vượng, bản mệnh lại được thiên vũ cát tinh hết lòng phò tá, sức mạnh tăng lên gấp bội, hai cát tinh như hai trợ thủ đắc lực, giúp tuổi Mậu Thân thêm bay cao bay xa trong sự nghiệp. Con giáp này cũng luôn giữ được tỉnh táo và sẵn sàng đối mặt với những rắc rối xảy đến, vì thế, bạn luôn tạo được lòng tin trong mắt mọi người một cách tuyệt đối. Trong thời điểm này, bạn có thể sẽ được đề bạt, tôn vinh như mong đợi từ lâu. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Căn cứ tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng, phương diện tài lộc của con giáp này cũng đang có lộc làm ăn, tài vận dồi dào và tiết kiệm được nhiều tiền của. Nhờ có được nguyệt lệnh chống lưng nên con đường kiếm tiền ngày càng rộng mở, các nguồn thu nhập đều có xu hướng gia tăng đáng kể, không quá phụ thuộc vào thu nhập chính. Nếu bạn đang có dự định đầu tư, mở rộng kinh doanh, thì đây là thời điểm thích hợp với bản mệnh. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh để tiền bạc trong túi tiếp tục sinh sôi nảy nở. Điều đó chứng tỏ sự điều chỉnh, chuyển hướng kinh doanh cũng như các chiến lược quảng cáo của bạn đang đi đúng hướng. Hãy kiên trì theo đuổi, giữ vững niềm tin, con đường làm giàu càng thêm thuận lợi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kiếp tài cũng nhắc nhở bản mệnh đừng nên mạo hiểm, cần phải dựa trên điều kiện thực tế, nếu không muốn tiền mất tật mang nhé. Ngoài ra, bạn cũng phải luôn ghi nhớ, chọn bạn mà chơi, chọn lựa đối tác làm ăn kỹ càng, đề phòng bắt tay nhầm với những kẻ lừa lọc, thiếu uy tín. Các khoản chi phí phát sinh trong thời điểm này cũng khá nhiều, nhất là về cuối tháng, hãy lên kế hoạch càng cụ thể. Chi tiết cho chi tiêu tài chính càng tốt, nó giúp bạn vừa tiết kiệm chi phí thời gian mà lại không phải quay cuồng nghĩ ngợi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Căn cứ tử vi cho thấy, tình hình sức khỏe của tuổi Mậu Thân được duy trì ở mức ổn định, các tình trạng khó chịu trước đó đa phần đều đã giảm đáng kể. Người mắc bệnh cũng có khả năng phục hồi nhanh chóng, tuy nhiên, khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi,
uể oải do thời gian làm việc quá dài. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao, đặc biệt là dân văn phòng, hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng phải sinh hoạt khoa học hơn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Xem tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch về chuyện tình cảm, mọi thứ đều đang diễn ra hết sức hài hòa, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Mậu Thân. Bách Việt đào hoa trợ mệnh nên đào hoa cực vượng, người độc thân có những trải nghiệm tình yêu thú vị, có thể gặp được ý trung nhân mà mình tìm kiếm từ lâu. Dường như những phân vân, lưỡng lự trước đó đã hoàn toàn tan biến và bản mệnh nhận ra được trái tim của mình thực sự hướng về ai. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp thì vẫn dạt dào gắn kết, người ấy luôn yêu và hiểu bạn, nên bạn lúc nào cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc vô bờ bến. Gia đình tuổi Mậu Thân hài hòa, hạnh phúc, mâu thuẫn không còn nữa, khoảng cách thế hệ cũng không gây ra xung đột nào quá lớn. Sau những sóng gió xảy ra trước đó, thì con giáp này đã biết quý trọng những gì mình đang có. Bản mệnh hiểu được rằng, người thân là những người duy nhất ở lại bên mình khi có bão tố ập tới. Cẩm nang vượng vận cho con giáp tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết 7 ngày tới tháng 6 âm lịch này, nếu bản mệnh hạ quyết tâm và theo đuổi mọi mục tiêu tới cùng, thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, vượt ngoài sự mong đợi. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thìn và tuổi Tý. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu hồng và màu nâu. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tử vi tuần mới, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tử vi các tinh giúp tuổi Mậu Thân phấn khởi và may mắn hơn hẳn trong tuần mới, bản mệnh có thể làm được nhiều việc nằm ngoài dự đoán của bản thân trước đó. Tuần này đối với bạn mà nói thực sự rất thú vị, Mậu Thân có thể phải đối mặt với việc lựa chọn nhiều dự án khác nhau, thậm chí là vấn đề thuyên chuyển, thăng chức, nhưng xin đừng lo lắng, hãy cứ làm theo cảm xúc của mình, bởi vì theo vận may của thời điểm này, miễn là Mậu Thân sẵn sàng làm việc chăm chỉ và dũng cảm chấp nhận rủi ro, mọi nỗ lực, khó khăn của bạn cuối cùng sẽ đơm hoa kết trái. Ngày thứ 5 là ngày vượng tài nhất của tuổi Mậu Thân, nhờ có tam hợp cục chỉ đường, nếu muốn mua nhà, mua xe hoặc đầu tư, thì bạn nên chọn ngày đẹp này, đừng nghe những thông tin không rõ ràng, miễn là bạn giảm bớt lòng tham thì có thể tránh được việc mất tiền. Càng về cuối tuần thì con giáp này càng phải tiêu nhiều tiền, nhưng may mắn là bạn vẫn kiếm đủ tiền để phục vụ cuộc sống cá nhân. Về chuyện tình cảm, với các thành viên trong gia đình hoặc người yêu, nếu xảy ra mâu thuẫn, bạn có thể tận dụng tuần này để thể hiện thiện chí, làm lành với đối phương, với những người còn cô đơn, sẽ có cơ hội gặp được người mình thích, gần gũi và hiểu nhau hơn, có sự phát triển tốt đẹp trong tương lai. Tử vi tuần cuối tháng, từ ngày 24 đến hết tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, Mậu Thân gặp sự xuất hiện của Thái Dương Thiên Diêu nên gặp nhiều thay đổi mới mẻ và đối diện với nhiều vấn đề thú vị. Trong thời gian này, tâm trạng của bạn luôn lạc quan trước mọi nghịch cảnh. Với sự may mắn trong sự nghiệp, năm mệnh tuổi Mậu Thân dễ có cơ hội được quý nhân để ý và bứt phá bất ngờ trong lĩnh vực. Những dự án mình đang đảm nhận, bạn siêng năng, ham học hỏi để tích lũy thêm kiến thức, trí tuệ và biến nó thành sự giàu có. Người tuổi này chưa bao giờ có ý định đầu hàng trước đối thủ, tính hiếu thắng của tuổi Mậu Thân khá cao, bản mệnh là người thông minh, lanh lợi và có tài ngoại giao, vui tính nên được thần tài để ý, lộc lá thường đến tay bạn vào những lúc không ngờ tới nhất, sự nỗ lực sẽ có kết quả nhưng sẽ khó giành chiến thắng. Nếu bạn hành động quá chậm, hãy tận dụng sức mạnh của người khác và bổ sung cho điểm yếu của bản thân, sẽ khiến Mậu Thân kiếm được khoản tiền to. Chuyện tình cảm, người độc thân sẽ có hôn nhân tốt đẹp, nam mệnh nên năng nổ, nữ mệnh nên dễ tính, không thì dễ bỏ lỡ cơ hội tìm người yêu. Trong tuần này, kén cá chọn canh chỉ khiến bạn thêm lận đận mà thôi, chỉ cần sống đúng tâm mình. Kết bạn với những người có tâm hồn đồng điệu và bớt tính toán với người thân thì Mậu Thân sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Quý vị thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác,
Vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Phật bản mệnh Đại Nhật Như Lai. Với người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, Đại Nhật Như Lai tượng trưng cho tinh thần của Đức Phật, chiếu sáng bảo lòng chúng sanh, đưa đến giác ngộ và ánh sáng cho cuộc sống. Đại Nhật Như Lai thể hiện tâm hồn thanh khiết và lòng từ bi, khuyến khích người tuổi Mậu Thân phát triển lòng nhân ái và thái độ tốt lành trong tất cả các hoạt động. Hình ảnh của Đại Nhật Như Lai còn đại diện cho sự hiểu biết về thế giới, đời sống, khám phá bản chất sự thật tồn tại và tìm kiếm hướng đi chính xác. Với ý nghĩa cao quý này, Phật bản mệnh Đại Nhật Như Lai phò trợ người tuổi Mậu Thân trong việc thực hành thiền định, rèn luyện tâm hồn và trả lại sự an lạc. Qua hình tượng của Đại Nhật Như Lai, bạn có thể tìm thấy nguồn cảm hứng và sự động viên để áp dụng lòng từ bi và thức tỉnh trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Thuyền buồm. Thuyền buồm có thể biểu thị việc khám phá những cơ hội mới, bước chân vào những thử thách mà cuộc đời đặt ra. Hình ảnh thuyền buồm cùng với chèo thuyền trên biển mênh mông thể hiện sự mạo hiểm và quyết tâm vượt qua sóng gió để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, thuyền buồm cũng nhắc nhở về việc cần có sự cân nhắc và chiến lược trong mọi quyết định. Việc theo dõi hướng gió và điều chỉnh độ dốc thích hợp sẽ giúp đạt được hành trình thành công một cách hiệu quả. Vật phẩm phong thủy thuyền buồm mang đến cho người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 ý nghĩa về cuộc hành trình đầy mạo hiểm và khám phá, sự dũng cảm, quyết tâm và khả năng thích nghi trong môi trường thay đổi là những phẩm chất quan trọng giúp họ đối mặt với cuộc sống và đạt được thành công. Gậy như ý. Với người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, vật phẩm phong thủy gậy như ý mang ý nghĩa đặc biệt về quyền lãnh đạo, tạo ảnh hưởng và thăng tiến trong cuộc sống. Đặt người có quyền trong nhà hoặc trong môi trường làm việc được coi là cách tăng cường năng lượng liên quan đến lãnh đạo và quản lý. Nếu bạn đang đảm nhận các vị trí quản lý hoặc giám sát công việc, quyền trượng sẽ giúp củng cố vai trò và quyền hạn của bạn. Nó tượng trưng cho sự quyết định mạnh mẽ và khả năng gây ảnh hưởng tích cực đối với những người xung quanh. Sự hiện diện của gậy có thể làm cho ý kiến và quyết định của bạn được tôn trọng và thực hiện theo với ý nghĩa là công cụ vụ phong thủy tốt nhất cho các nhà quản lý và lãnh đạo. Quyền trượng không chỉ mang lại sự uy tín mà còn tạo ra một môi trường tương thích cho sự phát triển và thăng tiến. Khi bạn đặt quyền trượng trong không gian của mình, bạn đang tạo ra một dòng năng lượng tích cực giúp bạn tận dụng tối đa khả năng lãnh đạo và quản lý của mình. Với tuổi Mậu Thân, cây tài lộc có thể thu lại những cơ hội mới, thuận lợi và phát triển trong sự nghiệp và tài chính. Hình ảnh cây xanh mọc mạnh mẽ, sức sống, thể hiện khả năng phát triển vượt bậc và tạo nên môi trường thịnh vượng. Cây tài lộc cũng có khả năng hút tài lộc và may mắn vào nhà hay nơi làm việc của người tuổi Mậu Thân. Hình ảnh cây xanh và quả trái là biểu tượng của sự sinh khí đầy đủ và thịnh vượng, giúp tạo ra một môi trường tích cực và giàu có. Quý vị thân mến, Phật dạy về thay đổi tính cách nói rằng, hãy từ bỏ nóng giận thì phiền não sẽ không đến với các người, một ý niệm giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng đều mở ra. Trước khi bạn muốn đi theo con đường của Phật, việc đầu tiên phải làm là dẹp bỏ tâm tính nóng giận, vì khi nóng giận thì con người sẽ phóng hỏa đốt rừng công đức, mọi cố gắng trước đây sẽ bị tiêu tan. Thay đổi tính cách nóng này như thế nào trước mọi trạng thái bất mãn, bạn phải vững tin nhân quả. Người khác làm mình tổn thương mình ở kiếp này đều là có lý do của nó cả. Có thể đây là quả báo mình phải trả giá cho lỗi lầm ở kiếp trước. Hãy chấp nhận số phận của mình. Nếu bạn không tin vào nhân quả, chẳng khác nào ngày xưa đi vay tiền của người khác, nay muốn trả cũng không được. Một số người không tin vào nhân quả, họ nói, nếu tôi không nhìn thấy nó, thì chứng tỏ nó là thứ giả dối do con người tự bịa ra. Đó là quan điểm riêng của các bạn. Không ai phản đối cả, miễn sao bạn biết tu tâm, dưỡng tính, không nổi nóng, sân si với những người xung quanh, chấp nhận mọi điều tốt xấu ở đời là đủ. Vâng, trên đây là phần luật đoán tử vi chi tiết 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.